Em xin kính chào cô chú anh chị, em là Vũ, phụ trách bán hàng của đại lý Tota Hải Dương. Hôm nay em xin giới thiệu đến các cô chú anh chị một chiếc xe Vios phiên bản 1.5 CVTG. Cái màu này là màu bạc, thì cũng có một số cô chú anh chị có hỏi về chi tiết chiếc màu bạc này. Thì em hôm nay có chuẩn bị bàn giao một chiếc xe màu bạc Vios đến khách hàng, thì có xin phép và quay lại một chút là video hình ảnh để cho cô chú anh chị tham khảo trực tiếp cái mẫu xe phiên bản 1.5G màu bạc này ạ. Màu này thì nhìn thì cảm quan thì em thấy thì cũng rất là sang xe và cũng rất là sạch, hình thức thì cũng rất là ok và đẹp ạ. Hệ thống đèn của phiên bản 1.5G này là hệ thống đèn LED 3 khoang, có các giải định vị LED ban ngày cũng như là kết hợp là hệ thống đèn gầm và cảm biến trước. Mặt ca lăng của phiên bản 1.5G này là được sơn nem bóng cho chiếc xe nó thêm phần sang trọng ạ. Nhìn rất là chi là sang luôn ạ. Xe được trang bị toàn bộ là búng bánh và phanh đĩa. Công nghệ phanh rất là an toàn, ABS chống bó cứng phanh và các cái công nghệ phanh khẩn cấp hỗ trợ lực phanh. Trên gương của mẫu xe Vios này là được trang bị là hệ thống là gương là có xi nhan báo rẽ trên gương, cục điện và chỉnh điện. Tay nắm cửa phiên bản 1.5G này là sẽ là mạ chrome. Nội thất là vẫn là nội thất như các cái màu thông thường, thì là nội thất đều là nội thất màu kem. Chi tiết nội thất thì em đã cũng quay qua và cũng hướng dẫn sử dụng ở các video trước rồi, thì clip này em chỉ quay sơ bộ qua thôi ạ. Em là Tuấn Vũ, phụ trách bán hàng của đại lý Tota Hải Dương. Cô chú anh chị có nhu cầu muốn tham gia lái thử xe cũng như là tìm hiểu các cái dòng xe của Tota Hải Dương thì có thể liên hệ với em Vũ qua số máy là 0343 834 834. Em rất là vui được đón tiếp và hỗ trợ tư vấn cho cô chú anh chị ạ. Trên tay nắm cửa của kính của cửa chính thì có được trang bị nút ấn khóa cửa xe tự động. Bởi vì chìa khóa của mẫu xe này là chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh. Điều hòa tự động, đèn đổ start-stop, cruise control, vô lăng tích hợp tăng giảm âm lượng, chuyển kênh, chuyển bài, chuyển chế độ, nghe gọi, đàm thoại dành tay ạ. Cảm biến thì sẽ là có 2 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Xe được hỗ trợ camera lùi và cảm biến mà cũng rất là an toàn ạ. Màu bạc này cũng khá là đẹp ạ. Màu bạc khá là đẹp và cũng rất là sạch xe. Đi bụi có bám vào thì cũng sẽ không lộ như là phiên bản màu đen ạ. Xe màu đen thì cô chú anh chị phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, nếu không thì sẽ rất là dễ bám bụi và rất là dễ bẩn. Còn màu bạc với cả màu những cái màu xám màu như màu bạc, màu trắng thì cái tỷ lệ lộ những cái vết bẩn thì nó sẽ ít hơn là màu đen. Hiện tại chiếc xe này bên em đang có giá bán là 586 triệu đối với các phiên bản màu thông thường, riêng màu trắng ngọc trai thì có sẽ giá là cao hơn là 8 triệu. Tất cả các dòng xe của Toyota thì nếu cứ màu trắng ngọc trai là sẽ đắt hơn là 8 triệu. Còn đâu tất cả các màu thông thường thì đều sẽ là giá niêm yết như nhau. Phiên bản 1.5e thì đang có giá là 536 triệu. Còn đâu phiên bản 1.5g đây là có giá là 586 triệu cô chú anh chị ạ. Để nhận biết được các cái, để biết thêm các thông tin về xe cũng như các chương trình khuyến mại trả góp, có thể anh chị cô chú có thể liên hệ với em Vũ qua số máy 0343 834 834. Em hỗ trợ cô chú anh chị. Vâng, em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một video gần nhất.
mọi người ủng hộ em thì đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Em xin trân trọng cảm ơn ạ.